Điều thú vị. Thực ra cha ta từ nhỏ đối với ta không có yêu cầu, chỉ hy vọng ta có thể bình thường, bình an, khỏe mạnh. Cho nên đặt tên vô dị chính là nói không có sự khác biệt quá lớn so với người khác. Anh chấm trắng à? Là phụ thuộc người khác tu tám đời cũng không được. Vô dị. Thằng em đâu? Khi tụi mụi thì thương vô xuống, còn mụi thì lại suýt chết. Chúng ta vì phần trách nhiệm này mà đã hy sinh rất nhiều. Cho nên dân nhân, chúng ta đã không còn đường quay đầu nữa rồi. Chúng ta phải kiên trì tiếp, hoàn toàn trừ bỏ nhân nghiệp. Kéo trên bàn em. Kéo. Mình là người biết xé. Uầy, chuyện nhớ mày bao giờ mới sao hả? Bao giờ mới câu hết rồi hả? Câu bao giờ lấy hết, bao giờ lấy hết thì hết. Tối à, cầm đồ đi câu đến mai luôn này. Quần áo để thay đến mai luôn này. Trong kia con đũa có thìa đấy thì không lấy một mấy. Tiền hạ đã tìm ra thành Trường An rồi, không phát hiện ra tung tích của Phong Nam Tiên Sư. Lẽ nào ngay cả hắn cũng chết rồi là nhà đấy, chỗ định vị anh gửi cho em rồi. Giết chết là vô gì? Anh đang ở đây rồi. Đứng lại. Tiền hạ thôi, qua đây luôn. Lý Diệm ở Tinh La Nham. Tinh La Nham. Tiền hạ sao biết được hắn ở đó? Cho cả vỏ đi. Cứ dân dẫn một giọng nói. Đua đua trong kia. Tiên sư đang dùng bí thuật truyền âm cho người. Vâng, lấy cho bạn Linh luôn. Thà tin là có, còn mua tôi luôn đi nước. Lập tức đi điểm tâm đi. Chó. Cái ca xanh ấy có múc ca ra dùng bao nhiêu dùng? Hồi ủ hơn một năm này. Nguyễn, bác cuối cùng rồi. A Nguyễn, nào bác cuối cùng rồi. Trở ra có tí bốc trắng ở trên thôi. Thank you. Nào em. Từ từ có để tí thôi không? Không phải là muốn tốt cho mùa sao? Nào cuối cùng rồi. A Nguyễn, ta không uống, ta không uống. A Nguyễn bọn mình thôi, từ sáng nay. Đi nửa mùa cuối, thì tắt. Mới sáng sớm nay trời tối tì mà. Vì tắt ép mùi, mà uống thuốc thắng như vậy. Không uống chết được, mùa không uống đâu. Không phải muốn tốt cho mùa sao? Còn có chuối nào không? Chuối á, còn tìm chuối, còn có thấy bộ chuối ơ chuối còn không vậy nhỉ? Ai biết chúng con vào vào cần bước đi đây à? Hết rồi, cuối cùng lại dục của em ạ. Chết rồi, chồng chuẩn chết thì sao? Cứ một số cộng điểm cho chồng tí. Cô nên đem đi đường nhớ dùng nhé. Số game kìa. Phải điều dưỡng cho tốt. Tình phụ là tấm lòng tốt của tất tiền bóng. Đi trực tử, cô đủ cứu chúng ta đi. Chiều sau Tân chiều nay phải lấy làm không? Nhớ dẫn hút của mình tự mình biết. Con chấm tối mai vào đây lẩu luôn nhỉ? Nó lại hợp lý. Hôm nay lại bắt đầu uống thuốc đắng như vậy. Ta hôm trước ấy quá. Cậu lại sốc gì à? Đi chơi. Về được. Được rồi. Cô như ta vừa đòi chưa nói gì cả. Anh em không cho về. Ở đấy nó lại không có dịch bệnh. Trẻ con vẫn đi học bình thường. Cái mùi thấy ngủ vẫn thơm nhỉ? Vẫn là đẳng cấp. Thế thôi. Không tầm 18 giây con nở. Đắng chết mất. A Nguyễn. Bạn bao giờ đi làm? Cùng 6 tháng 3. Chuyên trị tạo hóa nghi tắc. Tổ chức vùng 8 3 chị em ở trong. Là di tắc chuyên trị bọn tiên nữ cho tiên nữ mùi mùi. Em ở công ty.
Đây bị thừa. Ừ. Được rồi, để xuống nó tơi được vừa em ạ. Tí đằng nào đút đằng nào xuống, ném xuống nó cũng tơi mà. Nó cũng rất là tơi. Chúng tôi định đi Quảng Châu trước. Còn... Nó bị hổ đâu mà. Bây giờ... Nhìn thế này tôi cũng bóp chắc được khoảng tầm 7-8. Ta định đi khắp. Thế là ok rồi. Tìm chuyện thế của cựu tăng. Ông trời sẽ không phụ nỗi lòng của tiền bối. Tiền bối quyết định sẽ tìm được quyền anh tướng quân. Tiền bối, bảo trọng, bảo trọng. Thế thôi mà ông ném cho nó nhanh tơi. Tức tỷ tỷ, hẹn gặp lại. Ra đây bảo Văn Chiến nó thả mồi. Dạ. Ở ra đây bảo Văn Chiến nó thả mồi. Vâng, bảo thả. Xung quanh phao cho tao. Đầu tiên định lên lâm trường. Ừ. Mà xa ngại. Chỉ một viên thôi mà. Xem quả hôm video con cháp cay nhé. Điều áp cho Lương hãy đáp ứng với Tài Hạ. Sau này không tới lúc giảm bớt đắp cửa. Đừng có dùng tới pháp thuật để Tài Hạ bảo vệ cô là tuột xích. Con đấy 5-6 cân đấy nhỉ. Chó bị đứt xích. Xem tình hình đã không được. Ôi thôi. Ông khu mà bật thôi. Bằng không ta sẽ đem sự tình nói cho là quân và dân nhân cô Minh. Nghe ba con nó cùng còn con. Gì tắc. Huynh lại dám uy hiếp ta. Di Tắc, hai người đã thì thầm tâm tình xong chưa hả? Là Huynh. Hai người họ đã nói chuyện, Huynh có mắt nhìn không đấy? Mấy thằng nó bảo trộn mồi mà lười quá. Đúng này. Này bên nhà nó có cái tầm mè tàu hơn chục cân chắc là dễ vào lắm. Và ông chết thì nước phải nó nông mà. À nước nông. Nó sâu như lâm trường ấy. Mấy lần hôm có buổi tối em với thằng Hiếu nên hai anh em thằng Hưng và anh em đánh hôm đấy nó tụt vào cũng phải chục phát đánh đêm hôm đấy giật lên qua ẩm hôm xong rồi lên qua lại bật mè ăn lửng ở trên mà. Để chụp đéo gì được, nó có sâu 4 mét hơn. Văn Chiến nó có mấy con mè nó phải tầm hơn chục cân đấy. Di Tắc cứu lên, cứu lên. Di Tắc cứu lên. Ông anh hôm trước ông kích ở suối ở nhà một con chê hơn 8 cân loại 4-5 cân nhiều lắm. Còn con to ở trong hút nó mười mấy cân hơn chục cân đấy. Con đấy vẫn chưa bắt được. Câu mình sửa. Câu dòng về một xuê. A Nguyễn. Triệu giờ này chưa thấy ra. Thấy cái Ngân bảo hôm qua chui nhà vệ sinh gọi Huệ mà. Lại mẹ rồi, lại Huệ rồi. Tết thì em gần như hạn chế luôn. Không dám nhận luôn. Ví dữ, thả quẩy ra. Suốt lâu này, đến nguy cũ cũng không hiểu. Nó bản tân đến đây thí nhau gọi Huệ. Nếu không vì lũ người này lựa chọn đứng về phía người thì sao lại bị cứu? Có lấy thêm túi không? Ghê em vẫn có một cái. Túi cô nương đây cũng xinh đẹp đấy. Chẳng cách khiến ta về ta nghiến răng chịu đựng. Nếu được cũng đứng được quấy. Ngươi gào cái gì? Làm rồi, xong cái quả. Gian hồ anh em nhá. Văn Chiến, hồ câu. Hôm nay câu gần. Đi với anh em. Tầm này nó rơi vào quãng
20 mét, hơn 20 mét tí. Nắng ấm nhẹ, gió lưu hưu. Hồ lục bây giờ 2, 4, 6, 8 cỡ chục cần. Mồi vừa thả được 20 phút, 30 phút. Chưa động tĩnh gì. Anh em hóng cá nhá. Cao thủ mới nổi. Hoàng Ly Vát. Không. Anh đi gì về live stream. Anh em đón xem. Vào cá nhá anh em. Nhưng mà mỗi tội đéo phải cần mình. Cao thủ bên cạnh. À, chú vào cá. Này nghi một con đen giật giật đầu cần này dễ đen lắm. Thế à? Nháy nháy trắng trắng rồi. Chấm đen bở lắm à. Con này khá đấy. Thả diều tí nhở? Đúng rồi, cứ thả diều tí chú. Cứ thả diều. Chiên lầm sảng luôn. Chơi thoải mái. Địt mẹ. Con này đóng sâu rồi, giật phát dính này. Phát nó còn Santo mẹ lên, tưởng trôi. Nó mím rất nhẹ. Ta quánh trong ngộp. Con này lôi thẳng được, dù linh linh sao chấm lôi thẳng được, lúc nãy còn không thèm lấy vợt hết thì nhấc lên bờ cầm cướp lôi thôi đi vào thả quấy người ta. Em thứ ba. Em thứ ba, mấy tiếng ạ? Vào, vào đuôi rồi. Phút ta đã làm 2 con. Có phép 10 phút đã làm 2 con mà dình từ lúc 7 giờ đến bây giờ mới được con. Nó vào đến trong này là kiểu gì nó cũng phải nhồng ra phát nữa. Đấy. Máy mẹ dù lôi lên nổi lên luôn phát nữa đi này cho đau này. Nhiều khi đi câu mẹ nó không chạy mà còn lấy gậy chọc cho cái cho chạy cơ. Cái này đóng sâu rồi đây chạy vào đâu chạy đi đâu chạy đi đâu cho hết lắm. Ui, còn móc cái kiểu kia thật. Thôi mất. Thôi, mất rồi. Mất rồi. Mày, em nhìn mày lâu rồi, chỉ mẹ móc một phát lỗ đít một phát ở đây thì mày có chạy được rồi. Khó chạy. Mẹ, lò xo ca gì tao lôi thẳng mày luôn. Rách thịt rồi. Anh em đoàn mấy kéo đây. Con này á, gần 4 cân. Con này tương quan lực lượng cỡ 3 cân 8. 3 cân 7 3 7 3 8 thôi nhá anh em nhá mất cá rồi.